Thưa quý vị và các bạn, mới đây Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc vừa triển khai gói sản phẩm ưu đãi đối với khách hàng có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu với mong muốn các sản phẩm dịch vụ sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Vĩnh Phúc là một trong số các tỉnh thành của cả nước đi đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2023, nền kinh tế tỉnh nhà, người dân và doanh nghiệp cũng chịu ảnh hưởng bởi nền kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục đối mặt với những khó khăn và thách thức. Đối với Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc, luôn bám sát các chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là địa bàn nông nghiệp, nông thôn, khôi phục sản xuất kinh doanh, phục hồi tăng trưởng kinh tế. Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa ra gói sản phẩm ưu đãi nhằm hỗ trợ khách hàng có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, vượt qua khó khăn, bứt phá, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, góp phần đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm xuất khẩu. Đây cũng là sản phẩm tín dụng với mục đích cho vay bổ sung vốn lưu động, thực hiện phương án sản xuất kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu. Đồng tiền cho vay đô la Mỹ, thời hạn cho vay đến 6 tháng trên giấy nhận nợ, từ 4,5% một năm. Đồng tiền Việt Nam đồng, thời hạn cho vay đến 6 tháng trên giấy nhận nợ, từ 6,8% một năm. Dịch vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại áp dụng ưu đãi với các khách hàng. Không cần ký quỹ, phát hành LC nhanh gọn trong vòng 1 ngày. Miễn 100% các loại phí, phí địa SWIFT, phí ký hậu, phí thông báo. Giảm đến 50% các loại phí, phí mở LC, phí chấp nhận thanh toán, phí thanh toán LC. Sản phẩm LC xuất khẩu, miễn phí tư vấn lập bộ chứng từ theo LC, miễn 100% các loại phí, phí điện SWIFT, phí thông báo, giảm đến 50% phí thanh toán LC. Sản phẩm UPass LC, người xuất khẩu, người bán được ngân hàng tài trợ thanh toán ngay, người nhập khẩu được thanh toán theo kỳ hạn trả chậm. Mức phí và lãi suất Libo, Shop, Nibo cam kết thấp nhất, hồ sơ thủ tục đơn giản nhanh gọn, sản phẩm nhờ thu xuất khẩu. Miễn phí tư vấn khách hàng hoàn thiện hồ sơ, khách hàng được chiết khấu thu tiền trước tới 90% giá trị bộ chứng từ, nhận tiền trong vòng 1 ngày. Sản phẩm nhờ thu nhập khẩu, miễn 100% các loại phí, phí địa SWIFT, phí nhận bộ chứng từ nhờ thu. Giảm đến 50% phí thanh toán nhờ thu nhập khẩu, luôn có sẵn ngoại tệ để thanh toán. Các dịch vụ khác, chiết khấu chứng từ, khách hàng bán lại bộ chứng từ cho ngân hàng để thu tiền về sớm hơn, thủ tục nhanh gọn. Chuyển tiền quốc tế, nhanh chóng và an toàn, đa dạng ngoại tệ, phí và lãi suất thấp, mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp thế giới, phục vụ khách hàng 24/7. Bảo lãnh, mức phí thấp, dịch vụ chuyên nghiệp, tin cậy. Đối với lĩnh vực mua bán ngoại tệ, loại phí tỷ giá mua ngoại tệ của khách hàng được áp dụng ưu đãi cộng tối đa 40 điểm so với giá mua niêm yết của Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc. Loại phí tỷ giá bán ngoại tệ của khách hàng được áp dụng ưu đãi giảm tối thiểu 40 điểm so với giá bán niêm yết của Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc. Chúng tôi có rất nhiều những chính sách rất chi là cụ thể. Cụ thể như là đối với các cái hoạt động cho vay, thì chúng tôi đưa ra nhiều cái gói hỗ trợ khách hàng, bao gồm có khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vay với cái lãi suất ưu đãi, nhằm hỗ trợ khách hàng trong cái phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh. Đối với các cái hoạt động thanh toán thì chúng tôi thực hiện các cái chính sách miễn và giảm cái phí dịch vụ thanh toán cho khách hàng. Rồi các cái khách hàng liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu thì chúng tôi có những chính sách ưu đãi rất chi là riêng và đặc thù. Thì đối với cái phân khúc khách hàng xuất nhập khẩu thì chúng tôi xác định là Vĩnh Phúc là một cái tỉnh có cái thế mạnh rất chi là lớn và có cái lượng doanh nghiệp đông đảo trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu. Nên chúng tôi cũng coi đây là một trong những cái phân khúc trọng tâm để đưa ra nhiều cái chính sách hỗ trợ ưu đãi trong thời gian tới. Cụ thể đối với cái phân khúc khách hàng cho vay xuất nhập khẩu, khách hàng xuất nhập khẩu thì chúng tôi có những cái chính sách như sau. Một là cho vay tài trợ thương mại đối với khách hàng xuất nhập khẩu với cái lãi suất ưu đãi giảm từ 2-3% so với lãi suất thông thường. Thứ hai là thực hiện miễn và giảm
các cái phí liên quan đến thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại đối với các cái khách hàng thực hiện trong cái hoạt động trong lĩnh vực này. Đấy, cái thứ ba là áp dụng cái tỷ giá mua bán ngoại tệ hợp lý nhất, ưu đãi nhất, và chúng tôi cam kết là thực hiện cái tỷ giá là cạnh tranh nhất trên cái địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để đáp ứng cái nhu cầu mua bán ngoại tệ phục vụ cho cái nhu cầu xuất nhập khẩu của khách hàng. Cái thứ ba là đối với những cái dịch vụ thanh toán trong nước thì chúng tôi sẵn sàng miễn và giảm phí cho các khách hàng, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu mà có sử dụng các cái dịch vụ thanh toán trong nước, dịch vụ các ngân hàng hiện đại do Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc cung cấp. Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc mang phồn thịnh đến khách hàng.